Sáng ngày 4 tháng 4, đồng chí Nguyễn Thanh Sơn, Phó Chủ tịch Ủy ban dân huyện chủ trì buổi làm việc với xã Đức Liên về đẩy nhanh tiến độ tập trung tích tụ ruộng đất tại khu vực Đồng Vời. Tham dự có các đồng chí thành viên tổ công tác Ban Thường vụ huyện ủy phụ trách xã Đức Liên, ban chỉ đạo tổ chức việc về tích tụ ruộng đất tại xã Đức Liên và các phòng ngành liên quan. Để thực hiện nghị quyết số 06 ngày 18 tháng 11 năm 2021 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh về tập trung tích tụ ruộng đất để phát triển sản xuất nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025. Xã đã mời đơn vị tư vấn, tổ chức khảo sát đo, vẽ, lập hồ sơ dự toán tổng thể để tiến hành san ủi cải tạo mặt bằng 70 ha ruộng ở khu vực Đồng Vời thuộc các thôn Bình Quang, Tân Lệ, Liên Châu. Đến thời điểm này, việc đo vẽ bản đồ địa chính cơ bản đã hoàn thành. Tại buổi làm việc, đơn vị tư vấn đã thuyết trình về quy hoạch lại khu vực Đồng Vời. Các đại biểu đã tập trung thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến như để thực hiện thành công việc tích tụ ruộng đất cần phải đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân hiểu về những lợi ích mang lại tạo sự đồng thuận thống nhất cao trong nhân dân và người dân vào cuộc một cách quyết liệt. Việc chuyển đổi từ ô thừa nhỏ sang ô thừa lớn cần phải bố trí đường giao thông hợp lý thuận lợi cho người dân đi lại sản xuất, phân vùng để người dân sản xuất cần phải đồng đều. Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Thanh Sơn, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện đề nghị xã Đức Liên tập trung thực hiện bằng được việc tích tụ ruộng đất theo nghị quyết số 06/2021 ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, đề nghị đơn vị tư vấn sớm hoàn thành việc tính toán đưa ra các số liệu cụ thể, chi tiết về cải tạo đồng ruộng khu vực đồng vời, khi phân chia phải đảm bảo diện tích theo quy định và phân ra làm hai vùng loại 1 và loại 2. Sau cuộc làm việc, đề nghị xã tiến hành chỉ đạo họp thôn lấy ý kiến ghép hộ, dự trê cho các hộ và sau khi có quy hoạch tổng thể, số liệu chi tiết về diện tích nếu có biến động, tăng giảm diện tích so với thực tế hiện nay thì thực hiện phân chia theo thực tế. Các phòng ngành chuyên môn, tổ công tác tăng cường bám nắm chỉ đạo theo dõi hướng dẫn xã tập trung cao để hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch kịp thời báo cáo về những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện để có giải pháp tháo gỡ.